Chào cả nhà, hôm nay mình đang đi núi Tây Ninh nha. Nhà bà Đạo Hữu Tý đang đi núi Tây Ninh nha. Giờ mình dẫn mọi người đi tham quan cái cảnh trước cổng núi. Đây là cổng chào Tây Ninh. Giờ mình chuẩn bị mình đi vô cáp treo. Mình quay cái quang cảnh trước chuẩn bị vô núi. Rồi, quay đi. Thì có dừng qua cái bức sen. Đây có cái bức sen như thế này. Đây. Xuân vô quát. Đây là toàn quan cảnh của đường lên núi. Đây giờ cả nhà mình đi nhà bà Đạo Hữu Tý đi lên cáp treo. Đây quay quan cảnh lại cái hầu quá kìa, quay quan cảnh trước cổng chùa bà, cái cảnh đường vô cổng nha cả nhà. Đây nè, tí vô bà đen kìa, xuân quơ kìa, đi nắng quá cả nhà ơi. Bông rất là đẹp, trời nắng mình quay bông rất là đẹp. Đây cảnh đó luôn đi. Đó, cảnh bông đó tiếp. Mình quay kia. Rồi giờ mình đi vô cấp treo nha cả nhà. Đi lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây vô. Đây giờ mình đi vô cổng. Trời ơi cổng giờ nó bắt đầu nó đông. Bây giờ mình sắp hàng mình đi vô cổng. Bắt đầu mình chuẩn bị mình chen chút vô cổng. Đó. Này là chen vô cổng không là có thiệt. Ôi nó vui vậy đâu luôn. Không sắp hàng đi vô. Mình sắp hàng mình đi vô cổng. Thôi nắng quá đi thôi. Nắng quá đi thôi. Thôi đi vô cổng luôn. Cổng thưởng thức cái sự chen kìa. Chứ này dữ lắm. Đây hai người với mẹ. Lắc 12 giờ 2 chỉ ra đây rồi. Thì giờ mình đi kiếm cái cáp treo. Mình đi kiếm cái cáp treo mình đi lên. Thì mình đi vô cáp treo. Đi cáp nào rồi đi. Bắn đầu rồi. Đi cáp treo lên tận tối lên chùa bà thôi. Đây, lên đây. Trời ơi, nó xa rồi tí. Tôi cáp treo bắt nguồn từ đây mà cáp treo đằng kia kìa. Cái này là vô được ha. Đây. Kìa. Cái cáp treo mình đi vô kìa. Đâu. Nó là sao?
Muốn có tiền mua thêm cái mic nữa mày mới tương tác được. Đây cái tháp treo nó đằng kia mà mình đi đằng đây đây. Giờ không biết vô trong nó che chờ kiểu nào luôn. Bây giờ mày trồng lại mày ăn là một lát mày đi bỏ lại phía sau luôn. Cung nó ra mày ơi. Cao dữ. Bây giờ nếu mình ăn kem là mình phải bị tụt lại phía sau. Thôi thì mình đi chút đi. Trời ơi. Chút mình đi xuống đây mình cũng đi tùm lum. Cái này mua cho nó cái kem ra tí. Kem nào? Kem này hả? Kem này. Lấy cho cái cà lem sô-cô-la nè. Đây là mình đi xếp hàng tiếp theo. Mình đi vô gấp treo cái nón đâu rồi. Nón lắc rất mắc cỡ. Buồn cãi bướng quanh ra lại mình đi. Trời ơi vô đây sắp hàng coi nó vui kiểu nào. Cái này mình đang review thực tế đây. Ôi trời ơi sao nó đông thế. Lấy đi, thôi ở dơ quá. Lấy đi lên. Chùa bà. Đi lên chùa bà một vé là mình đi một khứ hồi là 250 nha cả nhà. Rồi mình đi một chuyến mình xuống mình đi bộ là mình sẽ đi 150. Vé em 100. Đấy, đi chùa bà mình sẽ vô đây. Đi vô đây tí. Có đi chùa đây. Đây nó đông cao lên. Cao lên. Thấm chưa? Cao lên. Đây là review thực tế nó đông như thế này nhưng cũng đỡ. Chưa đến đỡ phải chèn lắm. Đang đi trải nghiệm. Cao lên với em luôn. Trải nghiệm cho cả nhà. Có đi thì chắc cũng phải chợt qua ngày chủ nhật thứ hai đi chắc vắng hơn. Chúng mình cùng quá. Giờ ta còn nghĩ là cái khu cơ đi làm thì nó hơi đông. Vậy đông nó mới vui. Nếu vắng quá mình sẽ thấy trống vắng. Tiếp theo Thank you.
còn ăn được rồi. Giờ mới thật sự chi ăn là sao vậy? Vậy là sao vậy? Giá cao lên. Người ta gọi là người ta dễ đầy. Bảo vậy mới con mét hả? Bảo vậy đi miễn phí là đúng rồi. Cái này á. Ít nha. Lên. Người ta chen đông qua bên đây nè tí. Con đây liêu bên đây nè tí. Nay cũng được rồi à, cũng đông dữ nhưng mà cũng chen chen. Có chen là vui vậy. Đây giờ mình chuẩn bị lên cắt treo. Vô cắt treo mà. Đi vô đây, vô đây, vô đây. Kệ để vậy đi, đừng có xé cặp cặp. Có đi thêm đoàn không? Có đi thêm đoàn không? Đi. Giờ mình lên nhấp nhau ngay cả nhà. Nên trong treo mình quay lên tới chùa Bà cùng xem. Đó, nó biết rồi, YouTube rồi, nó giống chấm chọc. Bình thường giờ cái này nó lệch hơn. Tình thinh như mà chọc là dính vô khung hình. Vấn đề là nằm chỗ đó. Đấy, chuẩn bị nè, quý tới nè. Ba gai là chấn không? Đúng, ba gai mà chấn là thấy thiệt. Đây. Thấy cá đây, trời ơi. Ghê chưa, cá còn xuống cá. Đây là cách cấp treo lên núi Bà nha cả nhà. Ok. Ok, quá đẹp luôn. Quay dưới rồi đi. Cái gì ta, cái sầu riêng đó. Ba mẹ con nhà Bà Đào vô ký được đi. Được anh bỏ cấp treo cho mình vô đi một cabin luôn. Thằng mình muốn nói gì mình nói luôn. Tự nhiên mình không bị mắc cỡ. Tại mình mới làm mình hơi ngại. Mình hơi ngại. Cả nhà có thấy gì sai sót bỏ qua giùm nhà Bà Đào vô ký nha. Ba mẹ con mình là tự thân phát triển. Đây là quay quang cảnh của núi Bà đây. Lát mình sẽ đi xuống đi bộ. Mình review cho cả nhà xem mấy cái chùa. Đi đường bộ vất vả mình không ngại. Nhưng chỉ mong cả nhà cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe, chia sẻ.
Đây là quang cảnh nhìn trên cao nhìn xuống. Em là em đang đi chuyến chùa thực tế luôn. Em đang đi review thực tế luôn cho cả nhà, giống như cả nhà đi đi theo em đi chuyến chùa vậy đó. Cái đồng hồ đầu tiên rồi tí bên kia kìa đó. Kia là lòng hồ dầu tiếng. Đó bên kia có núi nè. Nói như chiều có thời gian em sẽ quay lòng hồ dầu tiếng cho cả nhà xem. Mình mới làm chưa có kinh nghiệm. Trời ơi hồ mà. Em mới làm chưa có kinh nghiệm, từ từ sẽ rút kinh nghiệm. Có kinh phí sẽ mua máy chiến hơn, quay đẹp hơn, có kinh nghiệm hơn, edit clip đẹp hơn. Nhờ cả nhà giúp đỡ. Bây giờ đi buổi chợ luôn mà chưa tới nữa. Mình chỉ đi lên đây, mình chỉ đi chợ rất là căng thẳng. Mình chỉ đi lên chùa Bà thôi. Còn cái trên đỉnh là hình như cái trên đỉnh là nó mới làm lại lần thứ hai á. Nó năm rồi mình đi nó chỉ mới tới chùa Bà, năm nay nó thêm một tiếng cáp treo từ chùa Bà lên núi 350.000 cứ hồi nha cả nhà. Rồi tới chùa Bà rồi. Tới chùa Hang. Giờ mình phải đi, mình đi viếng chùa Lại Bà nha cả nhà. Đây, giờ mình đang đi vô chùa Bà, mình Lại Bà. Đây. Không nhận nó biết thắng gì. Rồi. Dạ. Mình sẽ đi chợ Hàng. Ra. Rồi, cảm ơn nhiều. Đây, giờ mình sẽ đi chùa Hàng. Bây giờ mình đi xuống hay đi lên chị? À, đi xuống. Đi quá nó bị rối não. Giờ phải đi xuống. Đây. Hơi biết có rồi. Làm chắc dữ vậy ta. Ừ. Mình đi đâu vậy ta? Hay giờ mình đi vô chùa Heo. Nghe hơi ồn, mình tắt đi, tắt đi. Hơi ồn, tắt đi. Lên cái điện này đây. Lên cái điện này. Thank you.
Là quang cảnh bên chùa hang cả nhà. Đây là cái hoàn cảnh của chùa hai như thế này. Hội đồng của em kết thúc clip này, nhà cái này cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà, cho mẹ con em có động lực quay tiếp theo nha cả nhà. Hội đồng quá chèn không nổi rồi.